Lỗi quá, tôi quên không trả. Xin gửi cán bộ trả về cho anh ấy. Y nhìn cái ba lô bằng vải bộ đội cũng đã cũ, một phía túi đã rách, đoạn thủng thẳng. Thôi, cho anh. Tô Lộ vẻ băn khoăn. Thưa ông, cái này của anh Hùng, chắc gì anh đã đồng ý cho tôi. Y hất tay đuổi tôi vào, và vừa đóng cửa vừa nói. Tôi nói cho là cho, đừng có nói nhiều. Cửa đóng rồi, tôi vẫn đứng cầm cái ba lô ngẩn ngơ, bần thần. Như vậy, anh Hùng đã chết thật rồi ư? Vợ anh, con anh ở đâu, có biết gì không? Anh Hùng ơi, bao nhiêu điều nữa tôi định nói với anh, và cũng còn bao nhiêu điều nữa tôi muốn hỏi anh. Vậy mà, anh đã vội vàng bỏ hết, bỏ cả vợ dạy con thơ, để ôm một mối uất hờn oan nghiệt ra đi. Tự nhiên, tôi buông một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, lê thê như lời than vãn não nuột cho một kiếp người vô nghĩa. Chuyện của anh Hùng làm cho tôi hàng tuần lễ đêm nào cũng thấp thỏm ngủ không yên. Thỉnh thoảng những lúc giật mình thức giấc, tôi lại liếc sang sàn bên. Hình ảnh của anh Hùng nằm thẳng cẳng, hai mắt nhắm nghiền, hai chân trong cùng, máu me bê bết như mới vừa đây. Sáng hôm nay, tên Bằng vừa gọi tôi đi cung sớm. Phòng cung chỉ có tên Nhuận. Ngay khi nhìn thấy tôi, y tỏ vẻ tươi cười niềm nở. Sau khi chỉ ghế cho tôi ngồi, y sang đón hỏi. Hôm nay tôi gặp anh, chắc anh sẽ cho tôi biết nhiều điều mới lạ. Tôi tin là hơn nửa tháng nay, anh đã suy nghĩ kỹ để nhìn thấy vấn đề rồi. Bây giờ tôi để cho anh tự do nói, anh hãy mạnh bạo nói đi. Chính anh đưa tay ra mở cửa cho anh vào tương lai đó. Ngồi nghe y nói, tôi tỏ vẻ rất khổ tâm và đau xót. Khi y dục, tôi mới tỏ thật nỗi tuyệt vọng của mình. Thưa ông, lâu không được gặp các ông, tôi vẫn hy vọng rằng các ông và nhà nước đã xác minh được lòng thành khẩn của tôi với cách mạng. Thế nhưng bây giờ ông lại bảo tôi mở cửa vào tương lai, thì tôi cũng biết làm sao được nữa. Và như vậy nhà nước vẫn chưa kết luận được sự việc của tôi. Đã hơn một năm rồi, tôi mòn mỏi đợi chờ. Y không cười nữa, nghiêm giọng. Thôi được, chúng tôi vẫn sẵn sàng mở cửa chờ đón anh. Cách mạng luôn luôn giang tay cứu vớt những con dân bị lầm đường lạc lối. Muộn còn hơn không? Bây giờ anh hãy nói lại chi tiết, tả tỉ mỉ ngôi nhà tranh ở Cầu Cống, nơi tên Hòa đã huấn luyện anh. Ngồi nghe y nói, trong dạ tôi cũng hơi lo. Qua tấm ảnh Phan và tôi chụp chung, chắc chắn chúng có người của chúng trong ấy. Bây giờ tên Nhuận bắt tôi tả lại, như vậy có nghĩa là chúng nó có thể thẩm tra xác minh. Nhưng đã trót khai trước đây nhiều lần, tôi thường lấy nhà một người Tàu bên Chợ Lớn mà tôi quen biết đã đến chơi mấy lần để tả, còn không gian là ngõ Cầu Cống Khánh Hội. Do đó lúc này tôi chỉ việc moai óc nhớ lại toàn cảnh nhà anh bạn đó để ghi lại, nhưng trong lòng cũng đầy băn khoăn lo lắng. Tôi nói, nó ngủ ghi, chỗ nào chưa sáng nó hỏi lại. Mãi gần hết giờ nó cho về. Ngay chiều hôm đó lại gọi nữa. Khi tôi ra đến nơi, y đưa cho tôi 5 tờ giấy, chỉ cái bàn con ở góc phòng. Anh hãy ngồi viết tỉ mỉ chi tiết, dụng cụ, đồ đạc, bên trong nhà, bên ngoài nhà, đường đi từ Khánh Hội vào. Rồi một tờ anh hãy vẽ một sơ đồ có chú thích từ phía Sài Gòn sang qua cầu Khánh Hội cho tới ngõ ngôi nhà đó. Tôi cầm giấy về chỗ bàn con ngồi, óc căng ra. Phải chăng đây là khúc nút để chúng sẽ cởi tung toàn bộ sự việc ra? Tôi suy nghĩ không còn cách nào khác cả. Mà một khi tôi đã hiểu là không còn cách nào khác,
thì chỉ còn một con đường duy nhất trước mặt, tôi sẽ đường hoàng dấn bước. Bản sơ đồ thoáng trông có vẻ rõ ràng, chi tiết, đường nét sáng tỏ, nhưng nếu đi vào thực tế, chỉ có mù trời. Tôi vẫn để những kẽ hở để phòng hờ sau này. Chiều về tới Xà Lim, tôi thấy cửa buồng đang mở, tên Tư đang cầm mấy miếng vải sọc ở cái quần sách của tôi. Thấy tôi về, y sừng sổ hỏi: "Những mảnh vải này anh xé ở đâu ra?" Thấy thái độ của lão như thế, tôi hơi ngạc nhiên trình bày: "Thưa ông, đó là ở một bộ quần áo cũ phát cho tôi một năm trước khi tôi mới vào. Nó đã bở rách cả hai đầu gối, đũng quần cũng đã bục ra. Tôi phải xé từ đầu gối làm khăn mặt, còn phía trên tôi lấy làm quần đùi, thay đổi lúc mặc trong buồng." Vừa nói, tôi vừa cởi vải rút quần, chỉ quần trong cho y xem. Đến đây phản xạ cấp thời cho tôi hiểu là chúng đang tìm cớ để cùng tôi. Gần hai tháng nay rồi, hàng ngày tên Tư coi tôi, y còn lạ gì hàng ngày tôi vẫn mặc chiếc quần đùi rách đi đổ bô, cũng như ra vào lấy cơm, sao y không hỏi. Đến hôm nay tôi đi cung, chắc y đã được lệnh đến buồng tìm một lý do để cùng tôi. Các mặt khác thuộc về nội quy, tôi không sai phạm. Không còn cớ gì, chỉ còn cái quần rách. Quần vải đã cũ, ở Xà Lim đã hơn một năm. Mùa hè tôi thường phải mặc đêm, mồ hôi ướt đẫm. Lại không được giặt thường xuyên, như vậy làm gì không mục. Thế là y ghép tôi vào tội phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa. Y ra rút cùng, bắt tôi bỏ chân vào. Ôi thân tù, chúng làm thế nào chả phải chịu. Tôi đành phải bỏ chân vào, mà lòng tái tê héo úa. Y xách cả mấy miếng vải hùi hám móc mèo của tôi đi. Như thế là mới thả cùm chừng gần một tháng, giờ lại cùm. Gian khổ bắt đầu. Trời đã cuối tháng 8, vào thu, cuộc sống của tôi ở trong tù lại bắt đầu mất tự do. Là những ngày dài tâm tối với chiếc cùm oan nghiệt, heo hút, cô đơn. Cứ ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, và tháng này qua tháng khác. Bao nhiêu đau thương tủi cực chất chồng, mò mẫm lặn lội trong vũng bùn đời lao lý. Giờ tan tầm chừng một lúc, các cán bộ đã lấy hết xe ra về. Cảnh sinh hoạt của quả lò đã vào giờ vắng lặng, chỉ còn tiếng loa léo nhéo đều đều như mọi khi. Chợt tôi nghe tiếng huyên náo của một tốp người từ phía cổng quả lò đi về phía cổng trại chung. Tiếng Tình Nhiễm cao giọng: "Sao hôm nay anh về muộn thế?" Rõ ràng tiếng Tinh Tưng trả lời, giọng thổn thức: "Báo cáo cán bộ, bây giờ tòa mới xử xong." Giọng Tinh Nhiễm gằn mạnh: "Các anh oan lắm ra còn khóc, các anh mang theo những cái gì vào đây?" Một vài tiếng sụt xịt, tiếng hỉ mũi, rồi một giọng nói như rên: "Báo cáo cán bộ, có mấy gia đình vợ con lên cho ít quả." "Anh là Trương à? Anh tòa xử bao nhiêu năm?" Một giọng khàn khàn, ngẹn ngào: "Báo cáo trung thần